Lâm Cơ Thành Định xin kính chào toàn thể bà con ạ. Vâng, hôm nay là ngày 24 tháng 11, lên lồng máy 10 con nha các bác. Lên lồng máy báo giá cho bà con 10 con máy. Vâng, hôm nay thì hầu như toàn hàng đẹp cho các bác nhá. Mitsu chiếm đa số. Vâng, cái kênh của em thì nếu mà để mà Mitsu thì khả năng là đầu bảng đấy ạ. Hôm nào cũng có vài cây Mitsu các bác nhé. Hôm nay có Mitsu 261, Mitsu 26, vâng, 23, TB Mitsu, Ruby Mitsu. Vâng, hôm nay có mấy cây Mitsu? Toàn Mitsu đẹp nha các bác. Hôm nay toàn hàng đẹp thôi, không có hàng nhỏ đâu ạ. Hôm nay hàng từ hàng cỡ trung đổ lên hết ạ, từ 22cc cho đến 37cc các bác nhé. Vâng, cái giá này em báo giá cho các bác là đã bao ship bao đồ hết rồi các bác nhé. Bao ship bao đồ hết rồi, ship đến tận nhà là giá là như vậy. Vâng, đồ phụ kiện kèm theo thì gồm có dao, bát phát cước, dây đeo, típ mở buji và đầu dao, tặng thêm các bác một cái lục giác để mở tay nữa các bác nhé. Các bác thích con nào thì cái bạn Zalo đến số điện thoại 0973 164 668 ạ. Các bác kết bạn và cho em một tin nhắn cho mình xem con máy. Ví dụ hôm nay là đợi Y5 Mitsubishi TB23 chẳng hạn. Em sẽ test lổ thử chi tiết nhá. Chi tiết gửi video cho bà con. Vâng, hôm nay toàn hàng đẹp thôi. Vâng, bắt đầu là con số 1 ạ. Số 1 đến thương hiệu Ruby. Vâng, một con Ruby 23cc lòng 32 ly sử dụng chế cưa nhá. Vâng, tay 1. Vâng, bên Nhật người ta có làm có tay có vậy thôi các bác nhá. Vâng, con này thì em sẽ bác nào mà chúc con này em sẽ tặng thêm một cái tay ga đôi nữa nhá các bác nhá. Để các bác khỏi phải lăn tăn. Vâng, một con Ruby Y1 có giá là 1.350.000 đồng. Tương đối mới nhá. Cực kỳ sáng luôn. Gần như cái con dòng này bên Nhật chưa xài đáng bao nhiêu, bô trắng sáng nguyên luôn. Vâng, các bác nào làm công việc gia đình vừa phải, ok, xài con này là ok rồi nhé nhá. Chứ không nhất thiết phải Mitsu đâu các bác nhé. Vâng, có số 1 đến thương hiệu Ruby, có giá là 1.350.000 đồng nha các bác. Vâng, tiếp tục là con số 2, con số Y2. Vâng, đến từ thương hiệu FS22 Estin nhá. Vâng, sử dụng chế 2 kim chế Gumboro. Một con Estin cực kỳ mới các bác nhá. Một con Estin cực kỳ mới. Vâng, con Estin này thì chỉ vì nó mới quá đấy, gần như là chưa sử dụng. Em sẽ bán cái giá là 1.500.000 đồng các bác nhá. Cực kỳ mới luôn. Tem mác số seri còn nguyên cho các bác. Vâng, cùm tay ốc lục giác hết cho các bác này. Đầu bò chân đá thì nguyên bản 100% cho các bác. Vâng, thực tế là con này ở trên thị trường thì nếu mà để mà con cũ em chỉ bán giá tầm 1.3-1.4 triệu thôi ạ. À, nhưng mà tại vì con này nó quá mới mà cái giá 1.5 triệu này thì cũng bằng bán bằng cái giá những kênh khác thôi các bác ạ. À, nhưng bằng những con cũ của kênh khác thôi. Đa phần những kênh của em giá, so với kênh khác này em hạ giá xuống 100-150.000 rồi. Và một con Estin cực kỳ mới có giá chỉ 1.500.000 đồng, 22cc lòng 32 ly, sử dụng chế 2 kim chế Gumboro như các bác. Vâng, cực kỳ mới luôn. Vâng, tiếp tục là con số Y3 đến từ thương hiệu Robin, 25cc lòng 33 ly, sử dụng chế ngang. Vâng, cũng còn tương đối mới ạ, mới lắm ạ. Vâng, con này có giá là 1.500.000 đồng nha các bác. Tay ga chân đá, đầu bò rin nguyên bản. Cái đầu bò này thì ưu điểm của nó gần như không bao giờ cuốn cỏ nha các bác. Nó là chụp trên, chụp ngược lên trên. Vâng, một con Ruby 25cc lòng 33 ly, giá 1.500.000 đồng nha các bác. Cực kỳ mới. Lô này toàn hàng đẹp thôi, các bác có thể chọn con nào cũng được hết. Vâng, một con Ruby, con số 4 đến thương hiệu Ruby 231, Ruby như động cơ của Mitsu ạ. Vâng, cái những cái con này thì em cũng đã nói nhiều rồi, nó là của Mitsubishi sản xuất và do Ruby lắp ráp ạ, rin nguyên bản 100% cho các bác. Vâng, con này là hạng con 231, nó là TL 231 nha các bác. Chỉ vì cái thương hiệu Ruby này mà em mất 200.000.
Thực tế là con máy này nếu mà nó chỉ cái mác nó là Mitsubishi thôi, em nó sẽ bán thêm một giá 1.900.000. Mà vì cái thương hiệu Ruby này em sẽ giảm giá xuống 200.000. Vâng, các bác nhìn tem mác đây. Nó là TL231 nhá. Vâng, trục giật trợ lực. Vâng, những cái bác cao tuổi, những cái bác nào cao tuổi thích nhẹ nha. Con này là nặng tầm khoảng 4 kg thôi ạ. Cực kỳ nhẹ, trục giật thì trục giật trợ lực. Trục giật trợ lực nhá. Trục giật trợ lực rất rất nhẹ. Một con Mitsubishi do Ryobi lắp ráp, sử dụng chế 2 kim. Vâng, sử dụng chế 2 kim, chế Wamboro. Cực kỳ xịn. Tương đối mới ạ. Trắng trẻo sạch sẽ. Có giá chỉ 1.700.000 đồng nhá, 1.700.000 đồng. Một cái mức giá là các bác quá dễ mua rồi. Bây giờ chỉ vì cái thương hiệu Mitsu, như các bác cứ đâm theo thương hiệu Mitsu thế là các bác sẽ phải mất thêm 200.000 đồng nữa. Mà đây em sẽ bán giảm giá xuống còn 1.700.000 đồng cho con Mitsubishi đến từ thương hiệu Ryobi lắp ráp 231 nhá. Con này 231 chứ không phải 23 nhá. Rồi, tiếp theo là con số 5. Cũng đến từ thương hiệu Mitsubishi. TB23, Mitsubishi TB23. Vâng, cũng còn tương đối mới ạ. Vâng, con này sử dụng tay 1 nhá bà con, tay 1. Vâng, những con tay 1 này em lại nói lại lần nữa. Tất cả những con tay 1 này em sẽ tặng các bác thêm một cái tay ga đôi nữa. Các bác khỏi phải lăn tăn tay 1 tay đôi, cho các bác tặng thêm các bác một cái tay 1 tay đôi tay ghi đồng đôi như thế vậy nữa. Một cái tay ga bóp thường. Để các bác thích sử dụng tay 1 thì 1, tay 2 thì 2. Vâng, con số Y5 có giá là 1.800.000 đồng nhé. Đến từ thương hiệu Mitsubishi 23cc, lòng 32 ly. Vâng, tiếp tục là con số Y6. Y6 đến cũng đến từ thương hiệu Mitsubishi TB24. Sử dụng chế 2 kim, chế Wamboro, tum nhôm, tum liền. Vâng, dàn tay ga cực chất luôn. Công tác làm luôn trên tay. Vâng, một con 24, các bác nào muốn nhỉnh hơn tí thì chài những con này. Vâng, các bác nào thích nhẹ nhàng nhé, những cái con TB này, TB24 này, hoặc là TL23 này, các bác nào thích nhẹ nhàng mà khỏe đấy ạ. Nói chung con mấy cái dòng này nó tuy nó 23, 24cc thôi nhưng mà độ tua nó nhanh, độ tua nó cực nhanh nên là nó cũng khỏe, phát sướng lắm đấy ạ. Các bác nào phát công việc gia đình mà như các bác ở ngoài Bắc ấy thì xài, nên là nếu mà để thích hài xài hàng đảm bảo chất lượng thì xài những hàng này thôi ạ, cũng không nhất thiết phải 26cc hay là 33cc đâu ạ. Tại vì đấy, cái vườn ở quê nhà mình, em cũng thực tế này, em cũng ở quê em vào đây thôi là em biết cái vườn cỏ ở quê là cỏ lưa thưa thôi, toàn cỏ lưa thưa, cỏ ít, nhiều khi phát mỗi mấy cái bờ ruộng ấy, một năm phát được 3-4 bình xăng thì không nên mua cái những cái hàng đắt tiền quá, nó lãng phí ạ. Vâng, tiếp tục là con số 7 luôn ạ. Con số 7 TL23 đến từ thương hiệu Mitsubishi nhỉ. Vâng, cực kỳ mới luôn. Tum rời, tum nhôm cho các bác. Đấy, các bác nào thích chế cháo thì mua những con này về chế cháo và bình xịt thuốc. Vâng, con Y7 có giá 1.800.000 đồng. Vâng, đến từ thương hiệu Mitsubishi TL23. Vâng, đầu bò rin nguyên bản 100% cho các bác hết. Vâng, toàn bộ những Mitsubishi nhá, này nó có đều dập Make in Japan cho các bác hết nhá. Con nào cũng vậy, kể cả con TB 23, 24 đều dập Make in Japan hết nhá. Ở dưới gầm bình xăng của nó có dập bà số seri luôn nhá. Vâng, tiếp tục là con số Y8 cũng đến từ thương hiệu Mitsubishi. Vâng, con này TL26 các bác nhá, một con TL26. Vâng, cực mới, rin nguyên bản 100% cho các bác luôn, tay ga. Vâng, một con TL26 cực đẹp, có giá là 2.300.000 nha các bác. Vâng, những cái dòng mặt hàng này thì rất được nhiều người săn đón đấy ạ. Thực tế là nó cũng không có nhiều lắm. Những con này các bác nào mà chốt hụt thì nhà em vẫn còn một số hàng đấy nhỉ, các bác có thể đặt hàng.
em sẽ làm và gửi cho các bác chậm nhất là 3 ngày sau nhé. Vâng, một con i8 đến từ thương hiệu Mitsubishi TVL26 có giá là 2,3 triệu nha các bác. Vâng, còn mới nguyên. Các kênh khác mà còn mới như vậy là không có giá như vậy đâu các bác nha. Vâng, tiếp theo là con i9 đến từ thương hiệu Mitsubishi, cũng TL nhưng mà TL261, sử dụng chế 2 kim. Vâng, một phiên bản 261. 261 nguyên bản là nó như vậy các bác nhá. 261 như thế vậy là nó là nguyên bản, pin nguyên 100% cho các bác. Đấy, phân biệt 261 nguyên bản cũng là Mitsubishi thì, nhưng cái mà đời mà trợ lực ấy, thực tế là nó là nằm ở cái máy bao lô ra các bác nhé, và sẽ ráp thêm cần vào là nó sẽ có trục giật trợ lực, và những cái con nguyên bản này như vậy là nó sẽ không có trục giật trợ lực đâu các bác nhé, nhưng mà giật vẫn nhẹ ok. Giá những mặt hàng này thì khỏi phải lăn tăn rồi ạ. Đây là một con Mitsubishi TL26 nguyên bản là nó là như vậy đấy các bác này, chưa có thấy thế tháo một cái gì hết. Vâng, con này có giá là 2,4 triệu nha bà con, 2,4 triệu cho con Mitsubishi TL261. Vâng, cực mới nha các bác. Vâng, tiếp theo là con số 10. Vâng, con số 10 đến từ thương hiệu Kawasaki TD33, bình xăng trên nhá, lâu rồi không bán bình xăng trên, nay em review cho các bác con bình xăng trên này. Tum lớn, tum nhôm cực kỳ chắc chắn, cần bộ cần của nó cần 28 ly nhá. Vâng, đầu vỏ cực kỳ chắc chắn nhá. Vâng, 323cc, lóng 327 ly. Bác nào mà phát đi phát nằm phát khoán thì mà vừa túi tiền ấy thì chơi những dòng này. Tại vì con này máy to máy lớn, giá chỉ 2,000,000 nha. Nó là đời cổ. Nó là đời cổ. Nhược điểm của cái con TD33 này là nó bị bổ điện, chính xác là nó bị bổ điện, là hai cái trường hợp nóng lên khó nổ nhá. Nhưng mà về đây các bác yên tâm, những cái thợ tay nghề bậc tay nghề cao ấy là chúng em sẽ độ cái điện khác vào, chạy rất ok nhá. Chỉ vì nó là đời nó sâu đời quá nên nó bán cái giá này thôi, nhưng thực tế cái đường máy móc, về cái đường máy móc của những cái thằng đời sâu đời này này, nó còn bền hơn mấy cái thằng đời mới nhá, chấp gấp đôi luôn đấy ạ. Và những nhược điểm của nó mỗi bộ điện thôi, nên là không ai, nhiều khi có các bác không ai dám mua, nhưng mà khắc phục nhược điểm đấy chúng em đã làm cái bộ điện khác vào rồi, chạy rất ok nha các bác. Máy móc thì bền thì các bác khỏi phải suy nghĩ, không phải lăn tăn ạ, cần xoay nha các bác. Vâng, các bác nào vừa túi tiền mà thích khỏe, thích phát cước, phát xích rồi phát đủ kiểu đây, chơi dòng này chỉ có giá 2,000,000 bạc thôi. Hoặc là những dòng Mitsubishi đời cổ chẳng hạn, những Mitsubishi T170, T180 nó có giá tầm 2,000,000, 2,1, 2,2 thôi ạ. Mấy video tiếp theo em sẽ lên những cái dòng như thế vậy cho các bác. Các bác thích đồ rẻ mà máy khỏe nha các bác. Vâng, em đã báo giá cho các bác 10 con máy. 10 con máy đến từ rất nhiều các thương hiệu. Vâng, cái giá này em đã báo giá cho các bà con là đã bao ship, bao đồ đầy đủ hết rồi ạ. Bà con chỉ việc nhấc máy lên và gọi điện thoại đến số 0973164668 và kết bạn Zalo và gửi cho em một tin nhắn cho mình xem con, ví dụ con i9 chẳng hạn, Mitsubishi TL261, em sẽ gửi video chi tiết cho bà con nhé. Và lô hàng này rất đẹp, các bác có thể chọn bất cứ con nào trong cái lô hàng này nhé. Và em nó cũng nói thêm về con TL23 này nữa này, TL23 này các bác không nhất thiết phải mua TL26 nhá. 23 nó cũng khỏe gần bằng 2 TL26. Sau này cái trường hợp mà không may mà hỏng nòng chẳng hạn, các bác có thể thay nòng của TL26 và 23 cũng được nhá. Xác máy như nhau, bộ phận dưới này như nhau này. Từ đây giấy TL23 26 y chang nhau luôn. Khác mỗi cái nòng hơi là thằng 31, thằng 32, thằng 33 thôi. Vâng, sau này có hỏng các bác có thể đổi thành 26 được. Các bác chỉ thay mỗi cái nòng bê tông xà lanh vào là ok, là nó là thành TL26. Mà giá tiền thì nó lại vừa phải, nhẹ nhàng. Vâng, em xin kết thúc video tại đây ạ.